đấy là đập Pha Lai thuộc rừng quốc gia Phù Mã, tỉnh Nghệ An. Câu lạc bộ mô tô phân khối lớn cơ đâu của lưu giờ chạy từ Hà Nội đấy. Hai mươi xe phần lớn là BMW. CB400 Bỏ xe cho nó vướng. Cho tí. Lên đây, Hùng ơi, lên đây, gọi mạnh vào. Tắt áo xe đây. Tắt áo xe đây. Tắt áo xe đi. Tắt áo xe chưa? Tắt AC đi. Anh tưởng để Enduro Pro được. Được rồi. Enduro Pro được, nó bắn khác đấy. Đề lên luôn rồi. Ôi trời ơi. Mẹ, rắc mẹ nó ra bây giờ. Chơi lắm.
Sang đảo kia, sang đảo cùng đi. Sang đấy. Đảo lên lên đó. Để anh đang nghĩ cái cách là chui nó ra kiểu gì đây? Để anh đẩy cho. Đi hai vòng không ra đâu. Sao anh dừng lại? Ôi xà, đúng rồi, chống anh thấp thế. Ba tiền, ba tiền, ba tiền. Ba tiền.